mình là Huy, cho channel Huy Núp đi. Trước khi video này nó bắt đầu, các bạn hãy nhớ để lại cho mình một nút like, một nút share và một nút subscribe nha. Và đừng quên qua channel của Khang BD, Trung Huy cũng như là những cái người video này đang go team nè, cái đăng ký cho cả đang go team rất là nhiều người luôn. Các bạn hãy đăng ký hết cho những người đó. Và đừng quên là nhớ nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ video của mình và cũng như là từ kênh của mình nữa nha. Và đừng quên là hashtag 500k sub và để mình đạt được tới khoảng 500.000 người đăng ký cũng như là nửa nút play vàng đó. Và đừng quên là nếu video này đạt được khoảng 4.000 like, mình sẽ tiếp tục với những video như thế này nha. Đó thì ok, và mình không biết hôm nay làm cái gì nữa các bạn ơi. Thôi mình để mình về nhà mình kiếm cái gì, có được gì để chơi không ta? Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân. Em ước mơ được làm siêu nhân, mặc quần chip bay vòng vòng. Á đâu á đâu. Ai? Á đâu á đâu. Mày hay quần chip mà mày. Ơi. Á đâu. Ghê. Sao? Thế nào sao? Ghê. Hôm nay mày đặt làm siêu nhân đồ luôn, té sấp mặt luôn. Thôi, tao bây giờ tao đang vô nghề siêu nhân rồi, kiếm đúng nhiều tiền luôn. Ghê. Đã. Ok. Đã lắm rồi, mày chưa biết cảm giác đâu. Giờ tao được tặng cái súng nữa nè, ghê. Bậy nha, tặng súng mày để bắn người luôn nha mày. Súng đi. Ê, bắt chợm, súng bắt chợm. Chơi hỏi mẫu hình tượng mày thích là người siêu hùng là sao? Đã ra sao? Mẫu hình tượng của tao thì rất là nhiều siêu hùng trong Marvel, như là Iron Man này, rồi nhện nè, rồi Captain America, nói chung là đủ thứ. Mày nói chung là Superman nữa, trời nhiều lắm. Ê, đâu mày? Mày bắn mày làm gì mày? Vậy mày có thích? Vậy mày có thích mấy cái siêu anh hùng giờ trong mấy cái chuyện cổ tích như là mấy cái ông trong giống như thánh chống nè, thích không? Thôi, tào lao ba cái tào lao đó, sao có cười cái đầu miệng đây. Việt Nam, trời ơi, mấy cái chuyện dân chịu coi tiếp đi. Nam gì? Vậy không lẽ tao là Lạc Long Quân, tao đẻ ra 100 đứa con 50 xuống biển 50 lên đội hả? Vậy mới là BD. Không về. Cái đó là chuyện viết thôi, tao không tin đâu. Em ước mơ được làm siêu nhân. Ok bạn. Kiếp bay vòng vòng. Mình té sắp mặt đây nè. Ok các bạn ơi, mình hôm nay là mình sẽ quyết định là cho thằng Khang nó thích làm siêu nhân đúng không? Ok, bây giờ là mình sẽ biết là siêu nhân mà mình chỉ cho nó. Các bạn biết sao? Bây giờ là mình sẽ dạy nó cách làm siêu nhân các bạn. Mình sẽ biến thành siêu anh hùng. Mình kiểu như là siêu anh hùng chuyên nghiệp đó. Các bạn nào có coi cái mấy cái anime kiểu ấy thì các bạn sẽ biết là làm siêu anh hùng. Đó, thì bây giờ là mình sẽ biến thành siêu anh hùng nè, từ từ. Để mình xem thằng Khang còn trên kia đúng không? Mình sẽ đứng đây và sẽ biến thành nè. Ok thì các bạn ơi. Đây. Vậy đây là gọi là skin gì ta? Cái skin nam tiểu hiệp. Tiểu nam hiệp gì á mình không nhớ. Nói chung là cái skin này khá là đẹp ha các bạn. Giống như một vị anh hùng trong lịch sử vậy á. Nhìn kiểu tóc dài nè, đúng chuẩn ngày xưa luôn, tóc dài rồi ăn cái áo như kiểu áo du ngạo các kiểu, cái giày. Trời, nhớ nhất là cái phần cục tóc luôn các bạn. Mấy thanh niên mà kiểu ngày xưa làm tướng quân các kiểu thường cột mấy cái tóc ở trên lắm nè. Ok, không dài dòng nữa mà mình sẽ bắt đầu cho thằng Khang thôi các bạn ơi. Bây giờ là mình phải giả giọng thành té sắc mặt luôn. Alo. Cái gì? Người mới. Không có gì đâu. Bye bye. Ê, quen đó. Quen đó sư đệ à. Tới đây. Cái gì? Nào vậy? Ta chính là siêu anh hùng đây của Việt Nam đó. Cái gì vậy, sinh hồn mà nhìn mặt nó như con gái vậy? Thôi tào lao quá, không có giải đâu. Cái thằng này mất dạy mày. Em ước mơ được làm siêu nhân là... Mày nhìn đây vậy? Mày nhìn đây. Trời ơi, mày nghĩ không phải siêu hồn hả? Nhìn nè. Trời ơi, mày nghĩ tao phải siêu hồn hả? Quay siêu anh hùng hả? Đúng rồi. Ghê vậy, trời ơi. Nhìn mặt cái tóc dài nhìn giống gái quá, tìm tưởng gái không à. Gái nào mày, ta là công tử bạc liêu. Nam tiểu gì ta quên rồi. Nói chung là tên của ta khá là dài lắm. Dạ, tết hàng thử coi bắn có chết đâu nha. Ê mày bậy mày, ta là người chứ tao đâu phải là thiên thần thánh địa gì đâu mày. Sao mày nói lại siêu nhân? Trời, thằng này siêu nhân nhưng mà có tầm mức của nó thôi mày. Mày dám tranh chức siêu nhân với tao gì? Trời, thôi không sợ, mấy siêu nhân này anh không chấp. Nè, thôi đi đây. Nhìn đây. Cái gì? Chả kiếm được không sư đệ? Trời, siêu nhân gì làm gớt kiếm bắt siêu nhân khác chả, thằng này nhục quá. Ê, đúng, này là do lộn tay thôi. Nhìn đây. Siêu nhân kỳ cục. Thấy con gì chưa? Chết rồi, cái đầu nó bị vậy. Sao có vậy? Cái đầu nó bị vậy. Thôi kệ nó đi. Sao có hay vậy? Sao có vậy? Tất nhiên là tao phải có rồi. Đây. Ok. Bây giờ đây, ngươi có con này không?
đó, con này có không? Dạ dạ không có, không có. Trời ơi, dầm bà mấy con này sao ngươi có được? Ngươi thấy thật rồi chưa? À, mấy con này ghê hả? Ê, mất dạy mày. Ơi, trời siêu nhân kỳ vậy trời, siêu nhân gì mà cầm mấy con này nó giống mấy con gì đâu. Trời tào lao quá. Ê, thôi. Không có rảnh thời gian đâu anh hai à, đi tham gia quan thế giới đi, tôi đi. Bây đây. Giờ ngươi không tin đúng không? Ta sẽ cho ngươi ta sẽ giúp ngươi ba việc và ngươi sẽ giúp lại ta một việc thôi. Cờ không? Cái gì vậy đếm vậy? Đếm gì? À, đúng rồi, tính ra tính ra cái này của người hơi bị lại đó. Người người dám nói ta đếm hả? Rồi, nói đi chậm nghe. Bây giờ người sẽ được 3, 2, 1. Ok, nói chung là người tới đây coi. Mày nhảy đi đâu vậy mày? Mày xuống đây coi. Cái gì? Trời ơi, cỡ quá. Nói chung là ta sẽ giúp người ba việc, còn người sẽ giúp lại ta một việc, ok? Nên nói thấy công bằng không? Thấy chưa anh Hùng không? Công bằng đó, thấy công bằng rồi đó. Đó, rồi, bây giờ người muốn ta giúp việc gì? À, trời. Té sao mặt rồi? Dạ, lên đây coi. Thằng siêu nhân này đi đâu mà lại quậy té hoài. Trời ơi, dâm ba mấy cái này lên lại bình thường đó. Đây. Là sao? Người thấy cái lỗ kia, to to dưới kia không? Cái lỗ nào vậy? Đó, cái lỗ ngay cái đường đó, cái lỗ hổng đó. Thấy rồi, sao? Đó, hồi nãy ta mới bay từ trên ra ngoài xuống, ta lỡ dậm một phát mạnh này nó nổ luôn rồi đó. Giờ ngươi hãy lắp lại giùm ta được không? Lấy cái gì lắp lại cũng được. Mất công người ta đi vấp té sắp mặt luôn á. À, trời ơi, dâm bà mấy cái này dễ quá. Trời ơi, nhìn đây. Trời ơi, dễ mà. Trời ơi, mấy khó khăn thì trời. Ta lười làm thôi chứ ta thừa sức làm. Ghê hả, ghê hả. Nè, nhìn nè, làm được không? Đó. Đâu? Đó. Ngay ra ba đồ quỷ này làm được. Thôi là thua con nít rồi. Gì? Thua con nít hả? Siêu nhân này nhìn nó lạ vậy ta? Không có lạ gì đâu. Mày sai rồi. Cái giọng nó giống thằng My nữa. Ừ, cách gì nè. Thằng My là thằng nào vậy? Trong cái gì, My là người anh em của ta đấy mà. Nó là đệ tử của ta đó. Ghê vậy, đệ tử luôn. Ê, cái thằng này nó mất dạy nó lên. Không có gì đâu. Bây giờ ta lắp xong rồi đó. Thằng nào mới đi đập đó. Nhưng mới gì thằng My đây. Làm lẹ đi thằng kia. Xong rồi. Chậm quá. Xong rồi. Mày ra đây xem nè. Người ra đây xem. Đâu? Từ đập cái miếng đá này đã. Rồi. Cái thằng này chậm quá. À. Thấy sức mạnh của ta chưa? À không, cái này cái này là ta dùng sức người chứ không dùng sức lao động của cái máy móc, hiểu chưa? Ngày ra để coi còn nhiệm vụ gì ta nên dân ngươi nữa ta. Nhiệm vụ gì đây? Để ta coi. Theo ngươi biết là ngươi là siêu nhân đúng không? Vậy ngươi hãy dùng tay ngươi đập một stack đá về cho ta xem. Cho một stack đá hả? Đúng. Trời, dùng sức người là quá dễ đó. Đây, mình lấy chậu này. Đây, để ta đi đào cho ngươi cho. Ngươi muốn cái... Lẹ nha. Ok, ngươi muốn... khỏi đi, ta tự đào cái hang này cũng được. Mình chỉ cần đứng đây xíu quay lại nè. Ê, tên kia, ta xong rồi nè. Tới nhanh chưa? Nhá đù cái gì nhanh vậy? Đây, tới đây. Tới đây đi. Cái gì nhanh vậy? Đó, một... Mày làm cái gì nhanh vậy? Một stack đó. Mày thấy ta là... Không phải là siêu nhân chứ là cái gì hả mày? Ta là siêu nhân Việt Nam đó. Trời, đúng là siêu nhân trời này mà xong. Nhưng mà có một điều chắc chắn ngươi không thể nào mà sánh bằng ta đâu. Là cái gì đó hả? Dạ không có gì, bây giờ còn một nhiệm vụ nữa. Ngươi hãy đi ra khía khô làng á, là ngươi đem đập một cái tổ ong về đem cho ta đi. Ta thích ăn mật ong lắm. À, tổ ong à. Lẹ đi, coi chừng ong nó chích đó. Từ từ, ta phải ăn đồ ăn, đã đói quá mày. Ta sẽ ra ta xem xét người. Chết rồi các bạn ơi. Giờ mình kiếm đâu ra tổ ong bây giờ? Trời, cái này đau lắm. Thôi kệ, cố liều vậy. Trời, dâm bà mấy cái này quá dễ. Ồ trời, con khủng long bị gì vậy? Lẹ đi thằng kia, tao đợi mẹ đây nãy giờ nè. Từ từ, đang đi có khủng long mà. Ai đi như máy móc như mày đâu? Thấy khủng long nghe thấy lạnh lão không? Tao bay được mà. Mày bay đâu mày? Cái đó là mày sử dụng cái khác luôn á. Thấy ta không? Đâu? Ê, cái đó tính là người đang sử dụng. Rồi, tổ ong mình kêu ngay qua kêu người lấy đi. Tổ ong đâu? Đâu? Đó. Trời, dâm ba mấy tổ ong này hả? À, nhìn đây. Đây, siêu nhân. Trời ơi, con nó dí một đèn luôn kìa. Không. Trời, trời, dâm ba mấy con này trời giấy ông phải không? Cái này là chỉ là vụ thôi. Trời, siêu nhân mà, kì vậy? Đó. Ây, à. Ủa, siêu nhân mà, trời ơi, con lá trắng luôn ghê rồi. Ghê chưa? Ồ. Ghê chưa? Đúng là siêu nhân có khác à. Đúng rồi, siêu nhân có. Đâu rồi? Có khác rồi. Ôi, chết rồi, sắp chết. Không được rồi. Đâu, siêu nhân đâu rồi, để mình ra mình coi. Ủa? Ôi sao nó chạy đúng không kia rồi, nó chạy. Chạy đi siêu nhân. Không được rồi, không được. Mày siêu nhân hả mày?
Ông này dí một đèn luôn kìa. Ôi trời, sao chết luôn. Ôi, nhảy xuống sông. Thôi, vậy là không dí được rồi. Sao mà ngươi làm được không hả? Sao? Làm được không? Ông này ta bị yếu đó. Ngươi chọn cái khác đi. Ngày già yếu gì thì thôi, ta cho ngươi làm hai nhiệm vụ thôi. Ok. Ngày già, khổ từng gì vậy quá. Vậy muốn nhiệm vụ thứ ba đúng không? Rồi, miễn luôn, quịch đi, cho ngươi quịch nhiệm vụ thứ ba. Ok, tới đây, ta cần ngươi làm một cái này nè, hấp dẫn lắm. Sao? Là cái gì? Đây, tới đây đi. Rồi, rồi. À, tới đây. Đâu, nhìn mày coi. Thì tới đây đi mày. Tao đi sau lưng mày nè, thằng này, bắn bây giờ. Trời mày, tới đây mày. Rồi, 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 tới đây. Đâu. Bây giờ, từ. Nhắm mắt lại, tới đây. Tới đây, lẹ lên nào. Đây, tới giỏi thằng này. Nó chần chừ, không ngại bước chân vậy. Ok, ngươi hãy tới đây. Tới đây. Anh chơi gì đó, nãy giờ là quay nãy giờ mà chưa xong. Bây giờ, ngươi muốn được mạnh như ta đó, thì ngươi phải có một cái bí kỹ. Biết bí kỹ gì không? Bí kỹ gì? Bí kỹ thông giết hả? À, không, cái thằng này mất dạy mày. Cái này là bí. Gì? Cái này là bí kỹ tóc quyến. Đó, thì nói chung là như vậy nè. Tóc quyến hả? Quyến. Wow. Tao chỉ gồng được khi tao không làm được. Khó quá, nó mạnh lắm. Ừ, tao không làm nói, được. Nói chung là ngươi hãy ngồi thiền trong nước là trong 24 giờ thì ngươi sẽ có thể đạt được tới thiệt chiêu đó. Không sao đâu. Nghe hấp dẫn rồi nha. Ok, làm liền luôn. Làm liền đi. Thử liền cho hay. Sau xíu nữa, sau xíu nữa đi. Ok. Rồi đó, rồi tạm biệt ngươi nha. Đó, ngươi hãy tu luyện đi. Đúng rồi. Ok. Tu luyện tiếp đi. Ở dưới đó chết luôn cũng được. Cái gì vậy là cần dưới đó đi. Uống nước luôn rồi. Uống nước mà bụng rồi. Tu luyện chắc được chiêu chưa? Tu luyện chắc được chiêu chưa? Tu luyện chắc được chiêu chưa? Đã lâu ra nó chết đuối rồi, nó chết đuối rồi. Tu luyện chắc được chiêu chưa? Giờ sao? Mày nghĩ mày nói tao à? Ha ha. Lẹp. Mày cứu tao với, chọn cái thằng này. Trời, cứu tao đi, tao cho mày kim cương nè. Trời ơi. Cái gì kim cương? Gà ơi, cứu tao đi gà, mày đừng có được cho. Gà ơi. Cứu tao. Cứu được hả? Mày nghĩ tao cứu được hả? Chết luôn đi, chết chưa? Ôi chết rồi. Ok, và các bạn ơi, thì video của mình có như đây thôi. Và mong các bạn nhớ bấm nút like, nút share và nút subscribe nha. Và đừng quên là đăng ký trên channel. Quên nói cho anh Khang biết. Khang. Tên Khang kìa, ta nói người một cái này nè. Tên Khang. Sao không nói gì hết vậy? Ta đứng im rồi. Hay là nước vô họng hết rồi? Cái gì? Hết rồi hả? Cái gì? Ta nói người một điều nè. Nói đi. Quay lưng lại đi, rồi sẽ biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Ok. Chi thật khóa cho người xem. Chuẩn bị chưa? Ok. Rồi. Rồi. Các cái con còn chu chu. Rồi đó, người hãy quay lại đi. Ok. Cái gì mà hấp dẫn vậy ta? Cái hình dạng đẹp trai không? Đẹp trai. Mày đừng đẹp trai. Mày cho tao bây giờ. Ok, mày thì video của mình có đeo và mong các bạn nhớ bấm nút like, nút share và nút subscribe nha. Và đừng quên like cái quần què mày chết đi đi. Không có like nha, muốn bạn dislike đó đi. Cái thằng chưa vô okay. Này dạy quá. Và đừng quên là đăng ký cho channel của Khang đó nha. Và ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mày chết đi. Tạm biệt. Ui da, đau quá, tao chết rồi. No.